Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Dư Nhật Quyền Vlog tổng hợp. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Trên bảng đây là thông báo tỷ lệ người đăng ký kênh của mình. Vì các bạn thấy đang tỷ lệ người đã đăng ký kênh của mình còn rất là thấp. Vì vậy nếu bạn thấy video này hay và hữu ích thì bạn đừng quên để lại cho mình một like, share và subscribe để ủng hộ mình nhé. Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình. Lại là mình đây. Hôm nay bây giờ mình sẽ đi sang hội chợ trên thành phố Pleiku nha các bạn. Ok, không nói nhiều nữa. Chúng ta đi thôi các bạn. Let's go. Đi thôi các bạn ạ. Đi thôi. Mày lấy cái quần riêng tôi đó, mày không có dễ nè, cái gì vậy? Đóng cửa lấy rồi. Tới nơi rồi các bạn ơi. Hội chợ thương mại và tiêu dùng Gia Lai 2022 nha các bạn. Đấy. Vô nào. Rồi bạn xem ở bên nó phong cảnh ngoài. Đấy. Đấy, hát FM đây, lối vào. Ồ nào. Ồ, ở đây đồ nội thất các bạn ạ. Đồ nội thất này. Đấy. Mời các bạn xem đồ nội thất này. Đấy, đây là kia giường lớn này. Đấy, giường lớn này. Bàn ghế nội thất này. Ở đây là những cái tượng được đúc một cách rất là công phu nha bạn. Đấy. Rất là tuyệt vời ha. À, bé kia em vậy. Bé kia em có những cái tượng như là những cái bọc khắc gỗ. Đây. Khá là tuyệt vời. Đây, bên ngoài kia giới thiệu đang check in nha bạn. Chị đang chụp hình check in ở ngoài đó. Rồi tiếp tục nha bạn. Đây là khu vực sản phẩm Lai Phú. Đây. Cái này cũng là đồ gỗ mỹ nghệ. Đây là quần áo trong hội chợ. Ở đây rất khá nhiều mặt hàng khá là đa dạng. Ở kia có ghế massage nha bạn. Đây mà đây ghế massage. Quần nam cao cấp. Đấy. Dài này là bán quần áo. Và đây là bán thực phẩm. Mời các bạn nhìn một vòng ở đây. Bên này bán giày dép thắt lưng các loại. Trên này có bán những cái túi đeo chéo, túi đeo sách, cặp. Đồ khá thừa, không đông và chưa đến mức. Đây, bên này mình nhép rồi. Bên này là bán này biết bán gì nữa. Đồ trang trí. Đây là bán những cái vàng thiết bị điện tử. Đấy các bạn. Thank you.
Đây kia bán quần áo kìa, kia nha bạn. Cô tiếp nào các bạn ạ? Let's go, đi vô. Đây, bữa nay là dạy bán hàng điện tử. Đây, sẽ áo 100 ngàn ba cái. Đây là bên ẩm thực, khá nhiều món ăn ngon nha các bạn. Đây, chè nướng Đà Lạt, kem, kem khói, nước khói, xiên nướng. Đây, đây khá nhiều trò chơi ở trên. Đây là chồng của em, các bạn xem nè. Đây, đây bên này là dãy trò chơi vậy bạn. Đây là đồ ăn. Thơm ngon nức mũi luôn. Giờ ngồi ăn thôi các bạn ạ. Ngồi lại một xíu. Thôi ăn nào các bạn. Nhà mình ăn xong rồi nha các bạn. Đi nào. Trời ơi. Rồi, coi lại bạn ạ. Coi lại. Lấy tiền có cho tiền, lấy quà cho quà. Tất cả nhỏ tấm lên cho đấy. Đứa nào trùng là có quà thôi. Xem nào bạn. 502. Chưa lựa thì anh chọn mấy con. Chơi 10 đế luôn đi, cô bán cho 50. 3 đế là 20 rồi. Đúng không, lấy quà thì lấy tiền cho mấy con. Cứ từ tròn đây, 3 từ 20 coi chị, 20 con, 500 nè con ơi, 520 con đồng. Tiếp tục đi, tham gia tham dự, có tham gia thì có tham dự, mà có tham dự mà có quà. Chúng cái nào các bạn ạ? Ôi ôi, hút rồi. Cái nào đây, cái nào đây? Từ lựa, từ chọn. Bạn. Ở đây cũng khá nhiều trò chơi đấy mà. Hai số lại cộng lại với nhau. Đây, bên kia là sân khấu nha bạn. Đây.
ở đây rất nhiều nha. Ba chai chỉ có 100.000 đồng, 100.000 đồng được ba chai. Nhắn tay lên cô Phương chị ơi. Các bạn thấy không ạ? Rất nhiều quần áo vô đây, thiên đường quần áo các bạn. Đấy, áo ở đây nhiều, một số cái nó giảm kiệt xe luôn các bạn. Để đó luôn được. Đấy. Thiên đường quần áo giày dép là đây. Đấy. Đây bên này là thủ công mỹ nghệ từ Trầm Hương Long nông lâm sẻ nha bạn. Đây màn tự bung mền chăn các kiểu. Đây đây ngoài biên hồ nó vô. Chỗ này là quay lại cái chỗ vào ấy mà. Tuyệt này hơi bị ngon lắm nha. Bánh này em hiểu. Hả? Bánh này em hiểu. Dẻo. Dẻo. Anh dạy hay là bạn nhớ? Anh dạy được. Mấy xe đạp cộng với mấy máy massage. Mà biết vô đây có được, mua được cái gì không nữa. Đây là bộ bét nha bạn. Đây, bên này cũng bán đồ điện nha bạn. Khá nhiều thứ khá là ngon. Đây. Rất là cái này là hộp nước mắm nguyên chất các bạn ha, nước mắm nguyên chất. Đây kia là ghế massage. Đi tiếp các bạn, đi tiếp. Đây có bamboo này các bạn. Sản phẩm đồng giá 2k. Có 2k.
hai ngàn một một hai ngàn trân trọng cảm ơn và mời đây là áo thun nha bạn. Đây. Đây là bán những cái bánh xe rồi đó. Mua mấy cái mai dao nè. Em mua đi. Đèn mặt trời và đèn disco, đèn led, đèn led nhạc pin. Đây là bán những rồi vòng tay trang sức, đồng hồ, đây là những cái móc khóa, khóa này, còn đây là cái đèn laser, móc khóa ở đây rất nhiều, đấy những cái vòng tay, lắc tay, những cái tượng trưng này kia, đấy những tượng trưng, tượng để tượng trưng nè, bên này là có áo, nha. Nói chung vô đây là đây uống các thể loại luôn. Loa quảng cáo các bạn ạ, loa quảng cáo truyền thông. Đây rồi này, bật nhạc. Đây, dép nam, dép nữ. Bên này có dán cường lực, ốp lưng. Bên này là ẩm thực nha bạn, ẩm thực ba miền Bắc Trung Nam. Và đóng cung nhà của mình để tránh tiền gian và bộ xe tông. Đây là ốp A23 nè. Máy xài em. Đây là A23. A23 nó giống cái gì á? A23, A13 giống nhau, có điều là A23 nó là cục cam thôi. Cục cam. Qua kia kiếm cái dây sàn là ba đầu ấy, ba đầu chấm xài con châu ô tô ấy. Nè. Đấy. Bên này là sân khấu đấy các bạn. Bọn này đang chơi trò cầu lửa đường ray. Thank you.
Đến thời điểm hiện tại là 20 giờ 7 phút rồi nha bạn. Nhưng mà thầy cũng chưa thấy tổ chức văn nghệ nha bạn. Đấy. Khá là tuyệt vời ha. Trước là mình chỉ có một cái bàn này thôi, cho ghế ngồi thôi chứ không có bàn. Lần này rất khá hào phóng nha bạn, cho mọi người ngồi chờ để mà biểu diễn nha. Mình sẽ quay một vòng đây mà xem. Gần 8 rưỡi rồi. Nhưng mà giờ này mới bắt đầu nha bạn. Video này có thể chia ra thành hai phần. Phần thứ nhất là phần tham quan khu vực hội chợ, và phần hai là phần biểu diễn ca nhạc nha bạn. Ok, rồi mình xin tạm dừng phần 1 tại đây. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì bạn đừng quên để lại cho mình like, share và subscribe để ủng hộ mình nhé. Đồng thời là để lại comment ở dưới để mà mình biết được nha bạn. Và bạn nhớ là nghiêm cấm re-up, cũng như là các cái bình luận liên quan đến yếu tố chính trị, tôn giáo, văn hóa xúc phạm đại kiến kỳ của mình thì mình sẽ xóa comment và không báo trước nha bạn. Bye bye.